Chào nhà cái đít đi. Chào cả nhà mình nha. Hai cha con hết vừa làm xuống luôn cả nhà ơi. Nước nó dằn có một bên màu à. Đó, thằng cây cọng thằng đó đó. Ừ. Mình nó mình dằn lên trển luôn. À, hai cha con vừa. Ông ấy qua bữa bên kia. Hai cha con vừa. Nước một màn. Rồi còn về dân lưới cả nhà, bữa nay chờ chúng mới mua tài lưới thả xuống đây dần, hôm nào mới đi câu cá cả nhà ơi. Này gần dưới mương này nha cả nhà, người đang hái gạo đấy. Ủa gạo dịu tốt quá trời luôn à, mấy cả nhà một lưới qua chú quẩy mẹ tới đây nè, hết rồi nè ba chú cũng vậy, mình dân chéo qua cháu lưỡi ba. À, chú cũng vậy, một lưới đây cả nhà, 60m thôi cha. Trời ơi, rau dịu tốt nè cả nhà, thánh thần ơi, rau dịu nè. Rau này mà nấu canh cua thì thôi, quá trời tốt luôn. Thì đầu video cho cũng gửi là chúc tốt lành đến cả nhà mình nha. Chúc bà con chú anh chị em thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Mới làm xong mà đi dăng lưới luôn ông bà con chú ơi. Dăng đây tối tối thì thăm. Đây cái mình bắn xéo xéo dậy chỗ nào. Rồi, quay giới thiệu cái nhà mình vậy ha, tới tối đi thăm vui quay cho cả nhà mình xem nha. Đội ngũ kỹ thuật chuẩn bị đi thăm lưới rồi cả nhà ơi. Coi rồi, coi đặt đặt bữa nay đội đi ruộng rồi. Trang bị trên mình cũng dữ dằn lắm chứ bộ. Tới lưới rồi cả nhà, không biết sao đây, lâu lắm mới dằn lưới lại. Chào cả nhà, nhà ơi. Chào nhà ấy gồm. Ê, đó là sách đi dép người ta. Giờ cái sách kìa. Cha ông đi vào không không có được. Đặng đi vào không để tới đây là. Ý, đầu lưới này sao im ghê gì nè. Đâu mất tiêu chưa rồi. Rồi sức ghê tay ba sảy rồi đó. Có dấu sảy đó. Cái nhỏ dễ lột hả? Chuồng chuồng kìa, đó con kìa, phi tròn tròn cái cỡ đó dính với cái nhỏ hơn nữa lọt chân. Cỡ đó mới ngon, cái nhỏ nữa không ngon. Lọt hả? Đi dòm với dò kỹ em. Mấy chiều thấy nó có giật, mới dăng xong thấy nó có giật đại chỗ này không biết còn không. Cái gì? Có chút xíu luôn dính nữa. Thả đi. Thả đi bắt chi. Dính nó quắn vào trong cỏ xảy ra gì vậy? Ê, còn kìa, có đâu mang cái gì? Chịu gỡ là nhóc
lười ghép đi nhiều. Đó. Đó mang. Ôi dạo con bự. Đó mang. Bắt bà ở đây thả chứ. Cái nó mang cho bá rồi. Để nó bắt nó luôn cha. Chiều nó dính tới ham luôn, giờ xảy đâu chân. Dăng xong nó dính tận gần. Có chịu cuốn luôn, thăm luôn được rồi. Đây dính con bên đây nữa nè. Đâu rồi? Phi. Đây dính con bự. Cái còn không đây? Còn. Còn cả phải còn kìa. Ngoài này dính nữa không? Ừ. Rồi tôi ghét rỡ u phi trà bá ý kê phản á. Nẹt đau không chết. Đó. Siêu bự. Siêu to khổ lọc. Trời ơi. Gì vậy bà? Hỏi chắc tao bức mày luôn quá. Bình tĩnh. Đó thì dính dở hẹt. Tay chân dính quá trời dính hả? Tay chân dính không khoảng. À, dính lứ thì đừng nói mình để tao gỡ từ mắt. Chịu thấy dính ngoài này nữa nè, không biết còn không đây. Còn ấy, cái con này dính rồi, cái con ngoài sẽ còn. Có chừng nó sập lỗ rồi nha, đi dòm kỹ vô. Trời ơi. Nó mang bằng 1 kg. Để con này chịu sắn để dính nữa ta. Con mang chà bá. Mương này mà văng lưới 4 phần các bạn. Ui phi dính ít dữ rồi ta. Được, nó mang nữa kìa. Nó mang hơi cục phi. Nó mang bành bành không chừng. Nhân lưới 4 phần cái nó dính luôn. Kẹo lưới luôn. Cái đó mang kìa. Xương khắp không. Cái đó mang. Cái trắng.
Được không? Thắt lát. Sớm không? Sớm thả nó luôn đi. Hình như dính con gì đó là vậy thôi. Đầu lên. Thấy bà dở lên giật giật. Mương này thời gian nó thắt lát bự. Đâu có chết, sống chả mới thở. Bự không mà giật chứ vậy. Ồ dạ, con cá bự. Dính thêm con đô mang nữa vậy kìa. Ôi đứt lưới luôn kìa. Wow. Đấy, vậy là dính cá rồi. Ôi trời, cái con cá bự làm gì ạ? Sốt cà. Hấp hay gì? Sốt cà. Sốt cà. Vô gọng. Siêu to. Siêu to thùng luôn. Nó bỏ thao là đứt lưới phải không? Sắp hết lưới rồi. Sắp hết lưới rồi cả nhà. Có văng chi? Mình văng nó lại ăn cái đi. Không, không, không văng, mai. Không. Không có văng bỏ đêm. Dính con gì đây? Trời ơi, con đổ mang khủng khiếp, con đổ mang. Cá này mà văng ban ngày bắt hết luôn thấy ba. Kìa, đó con trước mặt ba nữa kìa. Con cành cành không kìa. Đổ mang con nào đấy kìa. Nãy giờ bắt có cả chục con có thừa luôn đó. Trời ơi, đổ mang mấy bự. Đổ mang mà dính. Nó mang, nó mang. Cái này mà đứa 4 phần dần cái thôi. Bắt ai đâu mặn, bắt em ơi, giờ này tối hụ, muốn mồng không? Thôi. Không. Mai mốt dần là tính xương không à. Cái quy này về để trong gọng thảy vô cái ao ba. Ha. Xong. Nhóc còn con trước mặt qua nữa đó. Rồi con nào nó bự rồi cả nhà. Cái đồ mang con nào đây nè. Tám ăn cá này ngon, mới ngon gì không? Trứng. Hàng cá hay gì? Ổ ổ bù phi gì? Bù phi bình bình con. Cái đồ mang bự dữ rồi. Con nào nó uống quay đã không? Đâu đây con con nè. Ôi trời ơi. Trời ơi. Để đi về từ từ, về bữa mình mơi mình văng ban ngày chứ gì mình lấy. Bữa 6 phần mà nó dính trơn rồi ta. Ui nó bự mà hết trơn. Đúng rồi, nó bự mà. Nó không nhỏ đâu. Cá này cặp trứng thì ngon. Chứ nó sướng. Trước mặt dính con nữa đó. Trời ơi. Dạo. Dính hoài vậy, nãy giờ có cái chục con ở trên. Ruột phì ít dính ha. Thấy giật phao lịa lịa dám nó lắm ạ. Nó
mé tới đầu lưới làm con cua phi nữa coi. Kìa nó nữa gì coi, cua phi, cua phi. Sắp tới rồi. Còn khoảng 5 thước nữa. Xuống tới lứ đúng ngày à. Mới mưa nãy mưa mới, cá chưa nhiều. Phút sâu này, có cá mà không? Đâu đâu, khúc này sâu kinh. Này phải chịu văng đầu trên nó văng xuống ha. Đầu có chất sâu. Đó. Đó. Chịu thấy dính đây con mà ta. Nó mang đó hả? Thắt lát mà. Thắt lát nhiều quá. Cá thả nhiều hơn cá bắt. Có mấy con thôi. Mấy con xứng đáng. Ôi, ôi con nào lấy tùa tùa không cả nhà. Thứ mấy cái cục phi con nào lấy cành cành không. Theo mà bắt là cũng nhiều, bữa nay mà bắt hết là nhiều cái bộ. Thành thật mười mấy con nó mang. Bự bự mà. Bỏ đây luôn nha ba. Rồi, đây được nhiều quá đó, xuống đây lấy được nhiều quá đó ông bà cô chú ơi. Cái gì à? Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của gia đình vui nha. Nhà thân vui ủng hộ cho gia đình vui một like và đăng ký để kênh được phát triển nha cả nhà. Chào cả nhà mình nha.